đang trong ta từ khi biết sẽ chia niềm đau. Phật đang trong ta từ khi biết nhiếp tâm niệm Phật. Phật đang trong ta miệng hoan hỷ nói câu từ bi. Phật đang trong ta bàn tay nắm với muôn bàn tay. Phật đang trong ta từ khi ấy xóa tan sầu bi. Phật đang trong ta từ khi ấy pháp thân an vị. Phật đang trong ta miệng không nói đến câu thị phi. Phật đang trong ta bằng ánh mắt chứa tràn từ bi. Phật đến chẳng mong cầu, Phật đi chờ tìm đâu. Lỡ vì lòng ta đắm mê nao nề, thề quyết quay trở về, dẹp tan những lầm mê. Biến chân khổ đau hóa vui tình độ. Phật đang trong ta, đường đi tới bỗng nhiên bình yên. Phật đang trong ta, bàn chân bước chưa nên hành thiền. Phật đang trong ta gặp muôn trái hóa ra nhẹ tênh. Phật đang trong ta bình yên quá khúc ca diệu âm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư tôn đức chứng minh. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay nhằm ngày 25 tháng 2 năm 2008, nhằm ngày 20 tháng 1 năm Mậu Tý, tại giảng đường chùa Hoằng Pháp, nhân khóa tu Phật Thất lần thứ 50, ban tổ chức chúng tôi như thường lệ tiếp tục tổ chức chương trình Phật Pháp nhiệm màu. Kính thưa quý Phật tử, đến chứng minh và tham dự chương trình Phật Pháp nhiệm màu lần này, chúng con xin được cung kính giới thiệu Thượng tọa Thích Chân Tín, trụ trì chùa Hoằng Pháp, trưởng ban tổ chức khóa tu, cũng là người sáng lập ra chương trình này. Chúng con xin được cung kính giới thiệu Thượng tọa Ngô Chân Thành, trụ trì chùa Giác Hạnh, tỉnh Tiền Giang, phó ban thường trực khóa tu. Chúng con xin được cung kính giới thiệu sự hiện diện của chư tôn Đức Tăng, chư tôn Đức Ni, trú xứ các từ viện Tịnh Thất, Tịnh Xá, Niệm Phật Đường cũng đã quang lâm về đây chứng minh. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu chú Lê Văn Hiếu, pháp danh Tâm Vương, nhân vật chính trong chương trình Phật Pháp nhiệm màu lần này. Chúng tôi cũng xin trân trọng chào mừng và giới thiệu sự hiện diện của hơn 3.000 quý nam nữ cũng đã có mặt trong chương trình Phật Pháp nhiệm màu kỳ 13 hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư tôn đức chứng minh. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, chương trình Phật Pháp nhiệm màu do chùa Hoằng Pháp tổ chức đến đây đã trải qua 12 kỳ và gặt hái được nhiều thành công tốt đẹp, giúp cho quý Phật tử thấy rõ hơn về cuộc đời vốn vô thường và đầy dẫy những chông gai trắc trở. Nhưng quan trọng hơn là giúp cho quý Phật tử thấy được sự nhiệm màu của Phật Pháp, từ đó quay hướng chuyển đổi thân tâm của mình cũng như gia đình để có một cuộc sống tốt đẹp và an lạc hơn. Nhân vật chính tham gia trong chương trình thường trải qua nhiều sóng gió của cuộc đời, có những lúc tưởng chừng như vấp ngã, thất bại, không thể đứng lên nổi, nhưng họ đều có một thiện duyên chung là gặp được các bậc thiện tri thức, gặp được Phật Pháp nhờ sự hướng dẫn soi sáng của các bậc minh sư. Từ đó họ thấy được sự nhiệm màu của Phật Pháp đã chuyển hóa những bế tắc, nỗi khổ, niềm đau trong cuộc đời này thành bình thường và an lạc. Chính chú Tâm Vương đây, vốn sinh ra trong một gia đình đông anh em thuộc tỉnh Kiên Giang, do hoàn cảnh khó khăn, chú gặp rất nhiều chông gai thử thách ngay từ khi là một học sinh, thậm chí phải nghỉ học. Trong khi đó thì bạn bè cùng lứa tuổi, cùng trang lứa với chú thì được cấp sách tới trường vui chơi, được sự nuôi dưỡng bảo bọc của cha mẹ, người thân,
còn chú thì không có diệm phúc ấy. Nhưng với tinh thần và nghị lực của bản thân, chú quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, làm tất cả mọi việc để kiếm tiền tự lo cho việc học của mình, giúp gia đình. Chú đi bán bánh mì, bán vé số, làm tất cả mọi việc, thậm chí ngày chỉ ăn một bữa. Với tinh thần ý chí nỗ lực cao cả ấy, hiện nay chú đã tốt nghiệp đại học, lên cao học. Nhưng hôm nay, chú quý vị là một người hoàn toàn khác, chú đã xuất gia tu học tại chùa Hoằng Pháp. Thưa quý Phật tử, để tìm hiểu rõ hơn về hoàn cảnh gia đình cũng như những khó khăn, trắc trở mà chú đã trải qua, cũng như tìm hiểu rõ hơn về nguyên nhân, mục đích, động lực nào khiến chú xuất gia, kính mời quý vị cùng đến với nội dung chính của chương trình Phật Pháp Diệm Màu kỳ 13 hôm nay. A Di Đà Phật. Kính thưa hội chúng, trong cuộc sống tất cả chúng ta chắc hẳn ai ai cũng có một ước mơ cho một ngày mai tươi đẹp. Ước mơ nào cũng đáng quý, đáng trân trọng. Song bởi lẽ nó là niềm tin lớn nhất cho con người để sống, để thưởng thức và hướng đến ngày mai. Thế nhưng cuộc sống luôn tiềm ẩn những khó khăn, chông gai phía trước, con đường hướng đến những ước mơ thật không hề bằng phẳng. Chính chú Tâm Vương đây, có thể rằng chú gặp khó khăn, chông gai, thử thách ngay từ khi còn là một học sinh, đặc biệt là thời sinh viên của mình. Thưa chú Tâm Vương, chú có thể trình bày cho quý Phật tử nay đây được biết những khó khăn, trở ngại và thử thách của chú trong bước đường tìm cầu công danh sự nghiệp của mình được không ạ? A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên chư tôn đức tăng ni cùng tất cả quý vị Phật tử kính mến. Con tên là Lê Văn Hiếu, pháp danh là Tâm Vương. Hôm nay con có được sự may mắn được ban tổ chức khóa tu Phật thất chùa Hoằng Pháp cho phép con lên đây để tâm sự cùng với quý vị Phật tử. Mong rằng với kiến thức nhỏ nhoi của con sẽ mang lại cho quý vị Phật tử được an lạc hơn và tinh tấn hơn trên con đường tu học của mình. Và đây cũng là lần đầu tiên mà con được ban tổ chức cho phép con lên đây, cũng không sao tránh khỏi những thiếu sót và những yếu kém. Rất mong quý vị Phật tử vui lòng hoan hỷ bỏ qua cho. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư tôn đức tăng ni cùng tất cả quý vị Phật tử kính mến. Như chúng ta đã biết, trong cuộc đời thì ai ai cũng từng trải qua quá trình học tập, làm việc và sự bươn trải của mình ở ngoài xã hội. Có những người thì rất giàu có, được cha mẹ lo cho ăn học đến nơi đến chốn. Cũng có những người giàu có không chịu học hành, chỉ lo ăn chơi, buông lung, phóng túng và làm ảnh hưởng xấu cho bản thân, ảnh hưởng xấu cho gia đình và ảnh hưởng xấu cho xã hội. Bên cạnh đó cũng có những người rất muốn học nhưng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, túng thiếu, cha mẹ không lo cho mình đi học được đến nơi đến chốn, thành thử ra họ đành phải nghỉ học sớm. Cũng có những người vì hoàn cảnh khó khăn, vì đời sống túng thiếu nên họ muốn vượt qua được cảnh khó khăn đó để vươn tới một công danh tươi sáng hơn, một tương lai tốt đẹp hơn. Và đó cũng chính là lý do mà ngày hôm nay con muốn tâm sự cùng với quý vị Phật tử. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên chư tôn đức tăng ni cùng tất cả quý vị Phật tử kính mến. Sau đây con xin kể cho quý vị nghe về quá trình của gia đình con, bản thân con và thời gian học tập của con và nguyên nhân dẫn đến con đường xuất gia của con. Con xuất thân từ một gia đình trung nông ở tỉnh Kiên Giang. Gia đình con từ nhỏ có 6 anh em. Cha mẹ con cũng rất thương yêu anh em chúng con. Nhưng vì hoàn cảnh khó khăn, gia đình túng thiếu nên anh em của chúng con lần lượt nghỉ học. Có người thì học hết phổ thông, cũng có người thì chưa học hết phổ thông, nhưng họ cũng đều phải nghỉ học để phụ giúp công việc của gia đình. Duy chỉ có con là người rất thích đi học, và trong lòng con lúc nào cũng
khao khát, cũng ước muốn được đi học và không bao giờ muốn nghỉ học sớm. Vì vậy mà trên con đường đi học của con cũng gặp phải những chông gai và thử thách, phải vượt qua biết bao nhiêu cay đắng để con mới tiến tới một bước đường thành công hơn. Và khi con học đến năm lớp 9, con bị bệnh sốt rét khá nặng, cha mẹ con đưa con đến bệnh viện điều trị. Thì điều trị khoảng một tuần lễ, bệnh tình của con cũng thuyên giảm bớt. Thì lúc đó cha mẹ con mới đưa con về nhà điều trị. Lúc nào mà con cảm thấy khỏe, thì con lại đem bài vở của mình ra học. Bởi vì lúc đó, người anh của con và con là cùng học chung trường, chung lớp, nên quá trình học bài và chép bài lại của con cũng khá thuận lợi. Trong tình hình bệnh tình của con như thế, cha mẹ con mới khuyên con nên nghỉ học đi để phụ giúp công việc gia đình. Bởi vì nếu có đi học lên cao đi nữa thì cũng học hết lớp 12 cũng nghỉ thôi. Nếu học cao nữa thì cha mẹ không thể nào mà lo cho con đi học cao hơn nữa được đâu, gia đình mình cũng đâu có giàu có gì. Thì nghe cha mẹ con nói như thế, con mới suy nghĩ rất nhiều và cũng rất buồn. Con mới khuyên cha mẹ con rằng, cha mẹ hãy cho con đi học. Khi nào hết lớp 12 lúc đó sẽ tính sau. Bây giờ con mới học tới lớp 9 thôi, mà nghỉ học thì con có thể làm được việc gì? Vì cha mẹ con cũng hiểu được ý của con, nên cho con học đến hết lớp 12. Và khi con học hết lớp 12 thì cha mẹ con lại khuyên con nghỉ học một lần nữa. Cha mẹ con nói rằng, con nên nghỉ học để phụ giúp công việc gia đình. Con mà đi học lên cao hơn nữa, cha mẹ cũng không thể nào lo cho con đi học nổi. Thành thử ra, hết lớp 12 rồi con cảm thấy rất buồn. Vì con lại suy nghĩ, mình có nên đi học nữa hay là mình nên nghỉ học? Nếu thật sự ra mình đi học, tiếp tục đi học, thì mình sẽ mang một gánh nặng cho gia đình, mình sẽ làm buồn, làm khổ cho cha mẹ, mình không phụ được công việc của gia đình. Mà nếu nghỉ học, thì thật sự ra đó là một vấn đề không thể đối với con, bởi vì trong lòng con lúc nào cũng khao khát, cũng ước muốn được đi học, và muốn tiến lên vượt khỏi cái số phận đói nghèo của mình. Vì vậy mà con cố gắng thuyết phục cha mẹ con rằng, cha mẹ, nếu không lo cho con đi học nổi, thì cha mẹ không cần bận tâm về vấn đề học hành của con. Cha mẹ có thể để cho con tự lo trong quá trình học tập của mình là được rồi. Thế là cha mẹ của con vì thương con mà chiều theo ý của con một lần nữa. Và may mắn, con lại thi vào đại học. Lần đầu tiên con thi vào đại học và lại đỗ đại học. Con lại chọn ngành kinh tế học. Kính thưa quý vị, lúc đó con suy nghĩ như thế này. Gia đình mình khó khăn, túng thiếu, chỉ có thể làm kinh tế mới chống giàu và mau phát triển được. Nếu mình học những ngành khác, làm những ngành khác thì không thể nào thay đổi được cuộc sống và thay đổi được số phận của mình cả. Vì vậy mà con quyết định chọn ngành kinh tế học. Khi con báo tin con đỗ đại học về cho gia đình con và tất cả anh em con được biết, thì mọi người cũng đều rất vui mừng. Bên cạnh nỗi vui mừng đó thì cũng không sao tránh khỏi những lo âu và phiền muộn. Bởi vì cha mẹ và tất cả anh em con nghĩ, con có thi đỗ đại học đi chăng nữa thì gia đình cũng không thể nào lo cho con tiếp tục đi học được đâu. Bởi vì chi phí cho quá trình ăn học 4 năm đại học không phải là một số chi phí nhỏ. Con nên nghỉ học để phụ giúp công việc gia đình là tốt hơn. Con mới nghĩ, cha mẹ đừng bận tâm cho quá trình học của con, để cho con tự lo cho quá trình của con tự học là được rồi. Vì vậy cha mẹ cũng thương con mà cho con đi học. Nhưng con học năm học đầu tiên thì cha mẹ con rất thương con và cũng cố gắng nỗ lực để làm việc kiếm ra nhiều tiền để lo cho con đi học. Nhưng dù cố gắng sao đi nữa thì cha mẹ con cũng tuổi già sức yếu. Hơn nữa, ở nông thôn thì chỉ nương nhờ vào mấy mẫu ruộng mà thôi. Vì vậy mà con trong năm học đầu tiên con thấy cha mẹ con dường như đã bất lực với khả năng về tài chính cũng như là sức khỏe của mình. Cha con vì thương con mà mới bàn tính với mẹ con và tất cả anh em con rằng, gia đình ta có mấy mẫu ruộng, thôi chúng ta hãy bán hết những mẫu ruộng này đi để lo cho thằng Hiếu đi học đến nơi đến chốn, để cho nó nghỉ học nửa chừng thì tội nghiệp cho nó. Thì lúc đó con mới nghe được thông tin như thế, được gia đình con báo cho con biết được thông tin như thế, thì từ chỗ học của con mới quay trở về gia đình và thuyết phục cha mẹ con rằng, cha mẹ đừng nên làm như thế. Nếu cha mẹ bán hết ruộng đất thì sau này lỡ như con có sự cố gì, con hiện tại con chưa tốt nghiệp ra trường, đồng thời con cũng chưa có nghề nghiệp trong tay, nếu lỡ có sự cố gì xảy ra thì làm sao con có thể đền đáp được công ơn này của cha mẹ, tội bất hiếu của con không thể nào thay thế được. Vì vậy cha mẹ đừng lo cho vấn đề đi học này của con,
mà để cho con tự lo cho quá trình con ăn học. Vì vậy, cha mẹ và tất cả anh em con cũng nghe theo lời khuyên của con mà không bán ruộng đất. Thế là con phải bắt đầu một cuộc hành trình đầy ngoạn mục. Phía trước, những năm học của con còn đầy chông gai và thử thách. Con phải quyết chí tìm cho mình được một công việc làm để phù hợp với quá trình học tập, cũng như có tăng thu nhập để cho đóng học phí và tiền sinh hoạt hàng ngày của quá trình học tập của con. Con thấy công lao của cha mẹ rất là lớn, cao hơn núi và sâu hơn biển cả. Con, nếu con không cố gắng học tập, không cố gắng làm việc để phụ giúp cho gia đình, thì tội lỗi của con biết đến khi nào mới đành trả cho được. Con xin làm mấy câu thơ này để tặng cho quý vị Phật tử ca ngợi về công cha và nghĩa mẹ. Công cha như núi như non, hy sinh tất cả cho con nên người. Con dù lớn vẫn là con của mẹ, đi suốt cuộc đời lòng mẹ vẫn thương con. Quý vị thấy không, tình cha mẹ đối với chúng con thật là cao quý, thật là bao la hơn biển rộng sông dài. Nếu con không cố gắng học tập, không cố gắng làm việc, không cố gắng vượt qua số phận nghèo khó của mình, thì con không thể nào mà đền đáp công ơn của cha mẹ đối với con. Công sinh thành dưỡng dục đối với con rất là lớn. Vì vậy, con mới quyết chí vượt qua được những khó khăn đó, con mới tự tìm cho mình một công việc làm. Thì lúc đó kiến thức xã hội con cũng chưa được bao nhiêu, cũng chưa có người quen để giới thiệu con những công việc làm tốt, thì tự con kiếm công việc làm cho mình. Con tìm khoảng một tuần lễ thì con tìm được một công việc, đó là công việc chạy bàn quán nhậu. Mà bà chủ quán này, bà biết con lúc đó cũng đang túng thiếu tiền, cũng đang trong tình trạng khẩn cấp. Tiền học phí của con thì cũng gần kề, hơn nữa tiền nhà trọ và tiền sinh hoạt cũng sắp đến. Vì vậy bà biết như thế, bà cũng ép giá cho con. Bà ra giá gần một tháng, bà trả cho con 200.000 đồng. Quý vị thấy không, một ngày con làm từ 3 giờ chiều cho đến 10 giờ tối, 7 tiếng đồng hồ mà chưa đến 7.000 đồng. Thật sự rất khó khăn, nhưng con suy nghĩ bây giờ mình có nên tiếp tục làm hay là mình nên tìm một công việc làm khác. Nếu mình đi tìm một công việc làm khác thì cũng chưa chắc đã có, thôi gì cứ tạm làm công việc này đi, còn khi nào mình tìm được công việc làm khác thì mình sẽ nghỉ công việc này và qua làm công việc làm khác cũng không muộn. Thế là một thời gian trôi qua khoảng một tháng, con cũng cố gắng làm công việc đó và tiền học phí của con cũng sắp sửa gần kề. Con mới nghĩ cái cách bây giờ mình phải tìm một công việc nào thêm nữa để tăng thêm thu nhập cho quá trình học tập của mình, đồng thời cũng phụ thêm quá trình chi phí, quá trình sinh hoạt, tập vở của mình nữa. Thế là con mới nghĩ cái cách là con nên đi bán bánh mì. Mà lúc đầu tiên á, con đi bán bánh mì, con không có tiền trong túi, hơn nữa tiền lương con làm việc ở quán nhậu đó cũng chưa lãnh lương, nên con xin ông chủ lò bánh mì cho con lấy thiếu. Nhưng ông chủ lò với con chưa hề quen biết, ông không cho con lấy thiếu. Thành ra con mới đi mượn những người bạn của con vài chục ngàn để con đi lấy bánh mì bán. Vài ngày sau thì ông chủ lò bán bánh mì và con cũng quen nhau, nên ông cho con lấy thiếu. Và khi mà con lấy thiếu đó rồi, con bán được số tiền lời thì con lấy, con đã dành đó. Còn số tiền vốn thì con sẽ trả lại cho ông. Và thời gian kéo dài cũng được khoảng một tháng, hai tháng gì đó, con không nhớ rõ nữa. Và lúc đó công việc của con là cũng tương đối ổn định, có tăng thu nhập. Con mới nghĩ bây giờ mình tiền học phí của mình cũng sắp sửa đến rồi, phải giảm chi phí tiền ăn và chi phí tiền ở nữa. Bây giờ mình có công việc làm, nhưng mà phải giảm chi phí để làm sao có đủ tiền lo cho việc học của mình. Thế là con quyết định ăn cơm mỗi ngày một bữa. Sáng lên con đi bán bánh mì, xong đến 7 giờ thì con đi học. Nhưng mà quá trình bán bánh mì của con thật sự không giống ai hết, thưa quý vị. Con thì buổi sáng mặc áo sơ mi trắng, mặc quần tây, bỏ áo trong quần. Nhưng mà phía sau lưng con trên chiếc xe đạp lại chở thêm một cần xé bánh mì để đi bán. Khi nào bán đắt thì con lời được khoảng 10.000 hoặc 15.000 gì đấy. Còn khi nào bán ế thì không có lời, thậm chí lỗ cả tiền vốn nữa. Tại sao con lại phải làm như vậy? Nếu mà con không làm như vậy, con mặc đồ thường để đi bán bánh mì, thì mà khi bán xong con quay trở về thay đồ đi học thì lúc đó sẽ bị chảy học mất.
Vì vậy mà con chỉ có làm cách đó mới hạn chế được tình hình trễ học của con mà thôi. Và khi con bán xong bánh mì, con mới gửi cần xé bánh mì vào nhà một người quen, và con chạy sẵn thẳng xe đạp xuống trường học. Khi nào về thì con chạy, con ghé ngang đó, con lấy cần xé bánh mì về, về và ăn cơm xong tối mới đi chạy bàn quán nhậu. Mà những ngày đầu con ăn cơm mỗi ngày một buổi thì là rất đói, buổi tối không thể nào mà học bài được. Nên cũng cố gắng vượt qua. Nhưng mấy ngày sau con rút được kinh nghiệm là buổi sáng đi bán bánh mì, xong về đi học, cố gắng nhịn đói cho đến 2 giờ chiều rồi ăn cơm ngày một buổi. Nhưng mấy ngày đầu con ăn cơm ở ngoài tiệm á, thì cơm và thức ăn đó là có một khẩu phần nhất định, không thể xin thêm được. Vì vậy con cũng rất ngại và không xin thêm. Nên những ngày sau con cảm thấy mình quá đói đi, không thể nào học hành được, cũng không thể nào làm việc được. Vì vậy mà con không còn biết ngại ngùng gì nữa, con có đánh liều để xin cơm. Nhưng mà bà chủ quán này bà cũng biết ý của con, nên bà lấy cho một cái thố cơm, mà cái thố cơm cũng tương đối lớn cỡ này quý vị, cũng gần bằng cái thố cơm ở trong chùa mình vậy đấy. À, con cũng ăn hết luôn. mà lúc đó ăn cơm thì đâu có thức ăn người ta không có cho mình thêm nha. Ăn cơm chan với nước mắm nước tương mà ăn thôi, mà con ăn cũng cảm thấy rất ngon. Và những người làm công trong quán cơm đó cùng những vị khách mà thường xuyên hay đến ăn cơm đó, người ta cứ chiêu con là ăn gì mà như thánh giống thế. Thì lúc đó con cũng không bận tâm vì những lời nói của họ nữa. Con tâm trạng của con lúc đó cũng giống như bây giờ, mà con thấy được 4 câu thơ của Quỳnh Gia Đại Sư nói như thế này: mặc ai biếm, mặc ai dèm, châm lửa đốt trời nhọc sát thêm. Ta nghe như uống cam lồ vậy, tan biến vào trong chẳng nghĩ bàn. Anh có biếm, anh có dèm thì mặc kệ anh, tôi cũng không cần biết. Anh có châm lửa đốt trời thì nhọc sát anh. Bởi vì tâm trạng của con lúc đó không có nghĩ tới vấn đề bàn tán của họ nữa. Con chỉ nghĩ sao mình có thể ăn no để có thể làm việc, và để có thể quá trình học tập của mình không bị gián đoạn là tốt rồi. Và thế là một thời gian cũng trôi qua, con mới tìm cách giảm chi phí ở. Bây giờ con đã có 2 công việc, là sáng con đi bán bánh mì, xong về đi học và giảm được chi phí tiền ăn là ăn cơm ngày một buổi, và chiều về đi chạy bàn quán nhậu. Xong bây giờ con mới tìm cách là giảm chi phí ở. Con mới nghĩ giảm chi phí ở bằng cách nào? Chỉ có thể xin vào chùa ở mới có thể giảm được chi phí nhà trọ và chi phí sinh hoạt của mình thôi. Kính thưa quý vị, mà lúc đó cũng lạ lùng lắm. Cái ngôi chùa này con chưa hề đặt chân đến, cũng không hề quen biết ai trong chùa cả, mà cũng không có ai giới thiệu con vào trong một ngôi chùa này để ở. Và lại là chùa của Nico nữa chứ. Vậy mà con liều lĩnh, con lại xin vào trong ngôi chùa này để ở. Nhưng mà may mắn cho con, lần đầu tiên con xin sư cô chủ trì chùa Tịnh Xá Ngọc Phát, thì sư cô lập tức cho con ở ngay. Và con rất vui mừng, bởi vì con nghĩ lúc này mình đang túng thiếu, đang rất khó khăn trong cái tình cảnh eo hẹp như thế, mà được sư cô lo cho mình chỗ ăn chỗ ở như thế là tốt lắm rồi. Thế là ngày hôm sau con dọn đồ đến ở. Và bây giờ con cũng đã ổn định, con đã có 2 công việc làm: giảm chi phí ăn, giảm chi phí ở. Và một điều may mắn nữa đến với con là khi con chạy bàn cho quán nhậu này được khoảng 1 tháng sau, thì con bỗng gặp một người phụ nữ. Một người phụ nữ này mới giới thiệu cho con đi dạy kèm cho những em học sinh cấp 2. Thì công việc dạy kèm này là cũng tiền lương cũng tương đối khá hơn so với công việc mà mình đi chạy bàn quán nhậu đấy. Thì lúc đầu thì bà giới thiệu cho những đứa con bà, xong bà giới thiệu về những người quen mà bà quen biết được để cho con có tăng thu nhập mà lo cho việc học và đóng tiền trường cũng như là chi phí sinh hoạt của mình. Thì lúc đó con nghĩ chạy bàn quán nhậu và đi dạy kèm, đồng thời công việc bán bánh mì và ăn cơm mỗi ngày một buổi của con, đồng thời cũng ở trong chùa, cũng khá ổn định. Và từ đó con đã kéo dài đến học hết 4 năm học của con, và con bắt đầu ra trường. Bây giờ cho dù con ở phương trời nào, ở bất cứ nơi đâu, con cũng nhớ về công lao của sư cô đã giúp đỡ cho con, đã che chở cho con những tháng ngày mà con được ăn học.
chẳng những giúp đỡ cho con về kiến thức xã hội, về chỗ nghỉ, mà đồng thời còn phải giúp đỡ cho con về kiến thức Phật Pháp nữa. Đó là một nhân duyên rất lớn của con. Con xin nguyện đời đời nhớ công ơn này của sư cô. Nam Mô A Di Đà Phật. Qua những gì chú Tâm Vương vừa chia sẻ, chắc hẳn chúng ta đã biết được phần nào hoàn cảnh gia đình cũng như những chông gai thử thách mà chú đã vượt qua. Nhân đây, thay mặt những người thực hiện chương trình, chúng tôi xin gửi đến lời cảm thông và động viên sâu sắc nhất. Kính thưa quý Phật tử, thật vậy, trong xã hội ngày nay, không ít những gia đình giàu có phải đau đầu nhức óc vì việc học của con mình. Họ suốt ngày phải làm vất vả để kiếm những đồng tiền lo cho con mình học đến nơi đến chốn. Thế nhưng những người con kia, họ không biết thương yêu cha mẹ, họ không biết làm những việc làm cụ thể cho cha mẹ vui lòng, họ không biết quý trọng những đồng tiền của cha mẹ làm ra. Họ rơi vào cảnh ăn chơi sa đọa, không lo học hành, thậm chí còn rơi vào tình trạng tệ nạn xã hội, ma túy nghiện ngập, làm cho gia đình phải đau khổ, buồn lòng, xã hội cười chê. Nhưng ngược lại, cũng có rất nhiều gia đình khó khăn, không đủ điều kiện cho con mình đi học, nhưng những người con ấy lại quyết tâm học hành, thậm chí học rất giỏi. Nhưng ngặt nỗi, do điều kiện không có, có một số phải nghỉ học ở nhà làm việc, giúp đỡ gia đình, cũng như tự kiếm tiền lo cho việc học của chính mình. Thật éo le phải không quý vị? Một bên thì đủ điều kiện học hành, không lo học hành, bên kia quyết tâm học hành khi điều kiện không có. Qua những gì chú Tâm Vương vừa chia sẻ, chắc hẳn chúng ta đã thấy phần nào về tình trạng này. Có thể nói chú Tâm Vương là một người biết vượt qua mọi khó khăn, gian khổ của cuộc đời để chiến thắng hoàn cảnh. Thưa chú Tâm Vương, được biết sau khi học xong đại học, chú lại nuôi chí nguyện học lên cao học, rồi lại phải gặp trở ngại về kinh tế và biết bao chướng ngại chông gai phía trước. Vậy chú có thể trình bày cho quý Phật tử biết được những khó khăn, thử thách mà chú gặp phải trên bước đường ôn thi cũng như học cao học của mình được không ạ? A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên chư Tôn Đức Tăng Ni cùng tất cả quý vị Phật tử kính mến. Thì sau khi con tốt nghiệp ra trường, con có đi làm cho công ty Coca-Cola được một năm. Thì trong một năm đi làm của con đó, con mới nuôi chí nguyện của mình là phải quyết chí học lên cao học. Lúc đó con suy nghĩ, bây giờ mình đã tốt nghiệp đại học rồi, mình ra trường đi làm thì tiền lương của mình cũng không được là bao nhiêu, cũng không được nhiều, cũng không thể nhanh giàu có được. Vì vậy, con muốn có được nhiều tiền, muốn được chức vị cao, nên con mới quyết chí học lên cao học. Sau khi mình học xong 2 năm cao học rồi, mình có thể có được nhiều tiền, có được địa vị cao hơn, từ đó có thể cải thiện đời sống của mình hơn. Và con đã lúc đó con có xin công ty cho con nghỉ làm khoảng 1 tháng hoặc là 2 tháng gì đó, nhưng mà công ty không đồng ý cho con nghỉ, vì lòng quyết tâm của con và ý chí sôi sục của con muốn đi học, nên con đành nghỉ ngang và không xin công ty nữa. Khi con ôn thi và thi vào cao học tại trường Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh, con thi xong rồi, con mới quay trở lại công ty cho con xin làm lại. Nhưng lúc đó công ty đã có người khác thay thế vị trí của con rồi. Thì lúc đó con cũng cảm thấy rất bơ vơ với công việc và cũng như quá trình học tập của mình. Nếu mà con cứ lo đi học, trong 2 năm này con đi học mà không tìm cho mình được một công việc nào phù hợp để làm có thêm thu nhập cho quá trình học phí, cho quá trình sinh hoạt, thì không thể nào mà quá trình đi học của con được liên tục được. Bởi vì chi phí cho 2 năm cao học này là rất lớn. Thành thử ra con phải nỗ lực và quyết chí tìm cho mình được một công việc làm. Thì con cũng lúc đó cũng chưa có người để giới thiệu cho con làm những công việc ở Sài Gòn. Công việc thì rất nhiều, nhưng mà không có người giới thiệu thì cũng không dễ dàng gì tìm được một công việc làm tốt. Thành thử ra con tìm mãi khoảng 1 tuần lễ nhưng vẫn không có. Thì lúc đó con mới nghĩ rằng thời gian vào học cũng chưa đến, còn khoảng 5-6 tháng nữa mới đến. Thì con mới lên Đà Lạt
con mới lên Đà Lạt tìm cho mình một công việc. Mà lúc đó trong túi con thì cũng không có tiền nhiều, có khoảng 300 ngàn thôi. Thì con lên đến Đà Lạt, mà lạ lùng là ở Đà Lạt con cũng không có người quen, cũng không có người thân, không có bạn bè gì cả. Con một thân một mình quẩy hai cặp lên tới Đà Lạt. Và khi bước xuống bến xe Đà Lạt thì con cảm thấy rất bơ vơ, rất chóng vắng. Vì lúc này trong túi của con đi tiền xe là khoảng hết 150 rồi, còn khoảng 150 ngàn thôi. Thì con cũng không biết, con suy nghĩ như thế này, bây giờ mình có nên mướn nhà trọ ở hay là mình ngủ ngoài trời? Nếu mướn nhà trọ ở thì số tiền còn lại của mình sẽ hết, ngày mai mình sẽ nhịn đói, mình không tìm được việc làm để mình làm trong những ngày kế tiếp. Vì vậy con quyết định là con nên ngủ ngoài trời thôi. Thì lúc đó con mới ngồi xuống chân núi, dưới chân núi. Mà phía trên chân núi thì có một cái biệt thự cũng to lắm. Thì con ngồi dưới chân núi, ngồi khoảng được 20 phút. Thì con mới sực nhớ lại, lúc con ở trong tịnh xá Ngọc Phát thì được sư cô giảng cho con nghe về quay lực của Quan Thế Âm Bồ Tát, sự gia hộ của Quan Thế Âm Bồ Tát có thể giúp đỡ và gia hộ cho bất cứ người nào nếu chí tâm chí thành mà cầu khẩn Ngài trong hoàn cảnh khó khăn, Ngài sẽ giúp đỡ chúng ta. Và lúc đó tâm của con cũng rất tha thiết cầu nguyện Ngài. Con đứng trang nghiêm lại, chắp tay và ngước nhìn lên không gian, con cầu nguyện thầm Quan Thế Âm Bồ Tát. Con cầu nguyện như thế này: cầu nguyện Quan Thế Âm Bồ Tát hãy gia hộ cho con tìm gặp được nhà một người tốt bụng để con có thể nương ở nhờ một vài ngày mà không phải tốn tiền chi phí, không phải tốn tiền nhà trọ. Sau khi con tìm được việc làm rồi, con đi làm có tiền và lúc đó con sẽ mướn nhà trọ. Còn nếu bây giờ con mướn nhà trọ thì số tiền trong túi của con sẽ hết và ngày mai con sẽ nhịn đói, con không tìm ra cho mình được công việc làm tốt. Hơn nữa, nếu bây giờ con ngủ ngoài trời thì khí hậu Đà Lạt này rất lạnh, con cũng không thể nào chịu nổi được. Mong Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát hãy từ bi mà gia hộ cho con tìm gặp được nhà một người tốt bụng như thế. Thì con cầu nguyện, đứng chắp tay cầu nguyện khoảng 15 phút như thế, thì con mới ngồi xuống ngay chỗ đó. Khoảng 30 phút sau, thì đột nhiên ở trên biệt thự có một người đi xuống thẳng chỗ con và hỏi thăm con về hoàn cảnh gia đình cũng như là quá trình học tập của con như thế nào. Thì con mới nói gõ đầu đuôi câu chuyện như thế. Thì anh ấy cũng thông cảm và hoan hỷ cho con, mới chỉ cho con một cái khu nhà trọ ở gần chợ. Khu đó rồi cũng cho mướn tương đối rẻ. Thì con lúc đó cũng chẳng biết làm gì hơn là nghe theo lời anh ta và quẩy hai cái cặp lên vai mình đi thẳng xuống khu đó. Đến một khúc đường thì trời cũng khuất mình rồi, khí hậu cũng rất lạnh. Thì con mới gặp, đột nhiên con gặp một người phụ nữ. Con mới hỏi cô ta như thế này: cô ơi, làm ơn cho con hỏi, ở đây có cho mướn nhà trọ không cô ạ? Thì cô này liền đáp: có, nhà chị dâu của cô có cho mướn nhà trọ với giá rẻ. Cháu đi theo cô sẽ dắt cháu đến đó mướn nhà trọ. Thì con cũng đi theo cô đó đến nhà của chị dâu của cô này. Mà lạ lùng thay, cái người chị dâu của cô này và con cũng chưa hề quen biết gì cả. Mà khi con đi vừa đến thì cái bà chủ nhà chạy ra đón con. Đón con vào ngồi nói chuyện khoảng 20 phút. Thì bà chủ nhà mới nói như thế này: thôi bây giờ cháu cứ ở đây với gia đình bác cho vui. Tao lấy tiền lấy bạc chi bay. Thấy bay tội nghiệp chết, tao lấy tiền lấy bạc chi nữa. Và lúc đó con mới nghĩ lại, đó chính là sự gia hộ của Quan Thế Âm Bồ Tát. Nếu bất cứ một người nào mà có tâm chí thành cầu nguyện Ngài tha thiết thì ắt dù mình ở trong hoàn cảnh nào, gặp phải khó khăn như thế nào cũng được Ngài gia hộ và giúp đỡ. Và những ngày sau con cũng tìm được việc làm và cũng nhờ cô chủ nhà này giới thiệu cho con làm công việc ở nhà hàng ở Đà Lạt. Làm khoảng 5-6 tháng thì số tiền của con dành dụm được rồi cũng tương đối khá. Thì lúc đó thời gian vào học ở Sài Gòn của con rồi cũng sắp đến, nên con quay trở về Sài Gòn để bắt đầu công việc học của mình. Và khi con quay về Sài Gòn thì phải tìm cho mình một công việc làm khác để vừa học vừa làm. Nếu mình về Sài Gòn mà đi học không, mà không đi làm thì làm sao có thể kiếm được tiền, lo cho tiền học phí, tiền sinh hoạt. Vì vậy mà con phải nỗ lực tìm kiếm cho mình một cái công việc làm khác nữa. Nhưng mà con tìm mấy ngày đầu thì tìm không gặp. Khoảng 3-4 ngày sau con mới suy nghĩ, bây giờ mình có thể làm bất cứ một công việc gì, nếu có tiền là có thể mình làm được.
Vì vậy mà con đã tìm ra được một công việc, đó là công việc bảo vệ nhà hàng, bảo vệ vào buổi tối. Thì tiền lương kiếm được cũng không nhiều, cũng khá khá thôi. Thì nhưng mà nhiều công việc nhập lại thì kéo dài được quá trình học cao học của con được một năm. Và khi con học hết một năm cao học đấy, sức khỏe của con lúc đó cũng rất là suy yếu, bởi vì ăn cũng không có được đầy đủ và làm được rất nhiều việc, học tập của con cũng rất nhiều, nên sức khỏe của con lúc đó rất là suy yếu. Và con lại, lúc đó thì con mới suy nghĩ như thế này, con mới giác ngộ ra được rằng cuộc đời này không có gì là sung sướng cả. Cho dù mình có học cao đến đâu, mình có giàu có đến mức độ nào, thì sau này mình cũng già, cũng chết. Mà một khi mình đã già, đã chết rồi, thì tất cả những tài sản, tiền bạc, của cải, mình không mang theo được bất cứ một thứ gì cả. Có mang theo được hay chăng, đó là cái nghiệp của mình mà thôi, mang theo được cái tội và cái phước của mình mà thôi. Vì vậy mà lúc đó con bắt đầu tin sâu Phật Pháp, đi tìm hiểu sâu về Phật Pháp, và con bắt đầu nghỉ học cao học từ đó. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, chú Tâm Vương đã trải qua biết bao sóng gió của cuộc đời, có những lúc tưởng chừng như gục ngã, phải bỏ lại sau lưng tất cả. Nhưng với tinh thần, nghị lực, niềm tin, ý chí của bản thân, chú đã vượt qua mọi khó khăn để tiếp bước trên con đường mình đã chọn. Qua đây chúng ta thấy sức mạnh, ý chí tiềm ẩn trong con người là rất lớn. Mặc dù biết phía trước mình là con đường đầy dẫy những chông gai, thử thách, phải đối diện với quy luật mưu sinh khắc nghiệt của cuộc đời, nhưng chú đã quyết tâm vượt qua tất cả. Đây là điều mà tất cả chúng ta đáng trân trọng, đáng học hỏi. Vậy xin quý Phật tử hãy dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chúc mừng chúng ta, cũng như chúc mừng những gì chúng ta vượt qua. Thưa chú Tâm Vương, Trần Tế Sương có câu nói rất hay: này kẻ nên khôn đều có dạy, làm người có dạy mới nên khôn. Vậy sau bao lần vấp ngã, sau bao lần đối diện với những chông gai thử thách như thế, chắc hẳn chú đã rút ra cho mình được rất nhiều bài học về cuộc sống. Như vậy chú có thể trình bày cho quý Phật tử, chia sẻ cho quý Phật tử được biết những bài học, những kinh nghiệm của chính bản thân mình trước nghịch cảnh là gì được không ạ? Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên thượng tọa chư tôn đức tăng ni cùng tất cả quý vị Phật tử kính mến. Lúc nhỏ thì con sống với gia đình gần gũi bên cha mẹ, con ăn những hạt cơm của cha mẹ con làm ra, mặc những manh áo, những khúc vải mà cha mẹ con may và lo lắng cho con. Nhưng mà con không biết trân trọng những giá trị hạt cơm, những manh vải ấy. Con cứ để cho thời gian cứ lần lượt trôi qua. Rồi đến khi con trải nghiệm ngoài cuộc đời thì con mới thấy được tình thương của cha mẹ đối với con thật bao la vô bờ bến. Tình thương của cha mẹ đối với con không biết đến khi nào con mới đền đáp được. Đó là con thấy được bài học kinh nghiệm của con, đầu đời của con, là con thấy được tình thương của cha mẹ đối với con thật không thể nào tả xiết. Và cái bài học thứ hai của con, người xưa có nói, biết vượt qua khó khăn thử thách là phẩm chất của người thành công. Và cái kinh nghiệm thứ ba của con là không có một thành công nào mà không đánh đổi bằng một mồ hôi nước mắt của mình. Và cái kinh nghiệm thứ tư và bài học của con đó là bí quyết của một thành công là sự kiên định của một mục đích. Và những bài học tiếp theo của con, khi mình đã tiếp cận ngoài cuộc sống, khi mình đã trải qua những khó khăn, những thử thách thì cho con cảm thấy vững vàng hơn, cho con nhìn thấy được cuộc đời này là giả tạm. Chúng ta chỉ có thể nương theo con đường của Đức Phật đã chỉ dạy, đó là con đường liễu sanh thoát tử, con đường an vui và sống mãi đời đời. Và cái bài học tiếp theo của con là phải có một ý chí phi thường. Khi mình đưa ra một mục tiêu gì để thực hiện thì bằng mọi giá mình phải đạt cho bằng được. Và đó chính là những bài học kinh nghiệm ngoài đời của con. Nam Mô A Di Đà Phật. Thật vậy, kính thưa quý vị, cuộc đời sóng gió nuôi ta lớn, bao lần thất bại dậy sang khôn. Làm người ai không trải qua những khó khăn thử thách, ai không đã từng một lần thất bại vấp ngã.
bởi lẽ cuộc sống không bằng phẳng như những gì chúng ta mong ước. Nhưng điều quan trọng là sau những lần vấp ngã thất bại ấy, chúng ta có đủ niềm tin, sức mạnh của ý chí để tiếp tục đứng lên và bước tiếp trên con đường của mình đã chọn hay không? Không ai khác, chính chú Tâm Vương đây. Bất chấp mọi lời khen tiếng chê, những khó khăn trong gai của cuộc đời để thực hiện ước mơ. Một ước mơ luôn cháy bỏng, sôi sục trong tâm trí chú, đó là được đi học. Từ đây chú cũng đã học được rất nhiều điều, những kinh nghiệm sống cho bản thân mình. Nhưng khi ngoảnh đầu nhìn lại, chú cảm thấy bàng hoàng, lo sợ, vì biết được cuộc đời này sự thật là vô thường, giả tạo. Nhân đây chúng ta cũng muốn chú hiểu rằng những gì ở quá khứ chú đã trải qua thì không còn nữa, tương lai thì chưa đến. Bây giờ hãy trân trọng phút giây hiện tại và cùng đi đến với câu hỏi tiếp theo của chương trình. Thưa chú Tâm Vương, hiện tại chú đã xuất gia tại chùa Hoàng Pháp. Vậy chú có thể trình bày cho quý Phật tử biết được chú biết Phật Pháp khi nào và vì sao chú lại xuất gia trong khi trình độ của chú là cao học, một học vị biết bao nhiêu người mơ ước. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thầy cùng tất cả quý Phật tử kính mến, thì lúc nhỏ con sống với gia đình gần gũi bên cha mẹ, con chưa biết Phật Pháp gì cả, cũng không hề quan tâm đến việc tu hành. Nhưng khi lớn lên, trải nghiệm ngoài cuộc đời, trải qua biết bao khó khăn thử thách đầy trong gai gian khổ, thì con mới, trong quá trình đi học của con mới xin ở vào trong chùa, được quý thầy, quý sư cô giảng cho con nghe về Phật Pháp. Và từ đó thì ít nhiều trong tâm con cũng ảnh hưởng về Phật Pháp. Và khi con giác ngộ ra được cuộc đời, con mới phát tâm xuất gia. Nhưng lúc mà con học cao học ở quận 3 thì con cũng ở trong, cũng xin ở trong chùa. Lúc con học đại học con ra trường rồi thì con cũng ở trong chùa. Và khi con lên cao học con cũng xin ở trong chùa để đỡ tốn tiền chi phí. Nhưng một ngôi chùa này là ngôi chùa thuộc phái Nam Tông. Quý thầy thường tụng kinh là theo tiếng Bali hay là tiếng Thái Lan gì đó, con cũng không hiểu. Thì lúc đó con cũng không hề quan tâm tới việc tu hành làm gì, bởi vì con nghĩ mình làm sao để kiếm được nhiều tiền để lo cho quá trình đi học của mình, đồng thời sau này mình có thể giàu có để thay đổi cuộc sống. Nhưng mà từ khi con phát tâm xuất gia thì con thấy ngôi chùa ở quận 3 này không phải là một ngôi chùa phù hợp cho con để con xuất gia. Thì lúc đó con mới quay trở về ngôi tịnh xá Ngọc Pháp ấy, xin sư cô giới thiệu lên chùa Hoằng Pháp xuất gia. Và cũng là nhân duyên rất lớn của con được nương tựa vào ngôi chùa Hoằng Pháp để xuất gia. Và nguyên nhân xuất gia của con là trước tiên con thấy được cảnh đời này vô thường, thân người này là giả tạm như thế, và từ đó con mới phát tâm xuất gia. Và may mắn cho con hơn nữa là con đã được đọc qua quyển truyện lược truyện tiền thân Đức Phật A Di Đà và Đức Phật Thích Ca. Tiền thân của Đức Phật A Di Đà, ngài là một ông vua và ngài còn bỏ cả ngôi để vào chùa tu. Tại sao ngài không hưởng thụ những thứ mà người ta đang rất tìm kiếm, một cung vàng địa ngọc, một kho tàng châu báu mà ngài còn phải bỏ tất cả để vào chùa tu? Thì huống chi mình là một người phàm phu, tại sao mình không đi theo con đường của ngài đã chỉ dạy, đã hướng dẫn để tu giải thoát? Đó là một con đường an vui, một con đường cốt cánh. Và Đức Phật Thích Ca là một thái tử, ngài cũng như thế, sắc đẹp của ngài cũng không ai bằng, rồi địa vị, rồi tiền tài của cải, tài sản của ngài cũng không ai bằng, mà tại sao ngài lại không hưởng thụ mà phải bỏ tất cả để vào gần tu khổ hạnh? Khi thành đạo rồi, ngài phải đi khất thực, đi xin từng bát cơm, từng miếng vải để che thân. Như thế chúng ta là một người phàm phu thì so với các ngài, chúng ta có bằng một hạt cát trên móng tay của ngài hay không? Tại sao mình không nghĩ những điều đó? Và con đã xuất gia vì con nương theo Đức Phật, con muốn giải thoát và muốn an vui mãi đời đời. Con cũng muốn sinh về thế giới cực lạc A-di-đà. Và từ đó đã dẫn con đến con đường xuất gia. Nhưng mà trong quá trình xuất gia của con cũng gặp phải những khó khăn và trắc trở.
Khi con xin về, hỏi xin về gia đình để cho con xuất gia, thì tất cả mọi người, anh em con và cha mẹ con đều không ai đồng ý cả. Bởi vì theo con nghĩ á, cha mẹ con không đồng ý cũng đúng. Con đã đi học 17, 18 năm trời, mà khi ra trường con chưa làm được gì để báo đáp công ơn của cha mẹ, không giúp đỡ gì được cho anh em mà lại đi tu. Nhưng mà thông qua chương trình này, con cũng xin nhắn gửi đôi lời về cho gia đình con, anh em con, hãy tha thứ những lỗi lầm này của con. Kiếp này con không ở được bên cạnh cha mẹ, không được phụng dưỡng, lo lắng cho cha mẹ, thì con nguyện xin đem Phật Pháp này đến gia đình con và tất cả người thân con được giác ngộ, được tu hành tinh tấn, để vô lượng kiếp về sau được giải thoát và an vui mãi đời đời. Và chính con đã giác ngộ được cuộc đời và con đã quyết chí đi theo con đường của Đức Phật, nên con đã cố gắng thuyết phục gia đình con, anh em con cho con được xuất gia. Và may mắn cho con, mọi người đã đồng ý và cho con đã được nương nhờ vào ngôi chùa Hoằng Pháp này để xuất gia. Đó chính là một phước duyên lớn nhất của đời con từ vô lượng kiếp cho đến nay. Con mới gặp được và con đã nương nhờ trên sư phụ cũng như tất cả quý thầy đã che chở, đã dạy dỗ cho con được xuất gia tại ngôi chùa Hoằng Pháp này. Nam mô A Di Đà Phật. Con kính thưa quý vị, lúc nào bố mẹ cũng là người trên hết, lúc nào chúng con cũng nhớ đến bố mẹ hết ạ. Vâng, có khó mới ló cái khôn. Qua những gì chú Tâm Vương vừa chia sẻ, chúng ta đã biết được rằng cuộc sống tuy trắc trở và ẩn chứa bao bão giông, nhưng nếu có nghị lực và ý chí vững mạnh để vươn lên, thì cuộc sống không bao giờ khắt khe với những ai có ý chí và sức chịu đựng phi thường. Chính chú Tâm Vương đây đã bao lần đối diện với những chông gai thử thách của cuộc đời, và cũng từ những chông gai thử thách ấy, chú đã thực sự nhận ra được cuộc đời này vốn vô thường giả tạm, mà người chỉ cách nhau trong hơi thở. Dù chú có học cao, địa vị danh tiếng có rạng ngời như thế nào đi chăng nữa, thì cũng khó thoát khỏi hai chữ vô thường. Vả lại, chú nhận thức được rằng các vị Bồ Tát, các bậc cao tăng xưa và nay cũng từ hai chữ xuất gia mà nên. Nếu chú cứ mãi tìm cầu danh lợi địa vị, thì cứ suốt đời buông ba, dính mắt vào vợ con, tiền bạc, gia đình, làm sao giải thoát được. Và rồi chú quyết định chọn cho mình một con đường đi thật đạo đức và cao thượng, đó là xuất gia tu học, để có điều kiện hoàn thiện mình sau phụng sự vạn loài chúng sinh. Đây quả là một việc làm thật cao thượng. Vậy xin một lần nữa một tràng pháo tay thật nồng nhiệt. Thưa chú Tâm Vương, xuất gia được xem là việc khó, ví như người chèo thuyền ngược dòng, nên người xưa mới ca ngợi người xuất gia là việc làm của bậc xuất trần thượng sĩ. Hôm nay chú đã làm được việc khó làm. Vậy từ ngày xuất gia cho đến bây giờ, chú có cảm nhận gì so với ngày tại gia khi còn là một cư sĩ chưa biết đạo? Và với tư cách là một người xuất gia, chú có những hoài bão ước mơ gì cho tương lai của mình không ạ? A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên chư Tôn Đức Tăng Ni cùng tất cả quý vị Phật tử kính mến. Thì lúc nhỏ con chưa hề biết Phật Pháp, thì con cứ nghĩ cuộc đời này thật sự tươi đẹp khi mình có được nhiều tiền tài, được danh lợi, được địa vị, được ăn ngon mặc đẹp. Đó chính là những thứ không thể thiếu mà người đời thường hay tìm kiếm. Những thứ đó không thể nào có thể thay đổi được bất cứ một thứ gì nếu mình có thật sự được giàu có, được danh vọng cao để cho mình được vinh hoa phú quý. Nhưng mà từ khi con biết Phật Pháp thì con xem những thứ đó chính là những thứ không cố định. Những thứ đó có rồi lại mất, thật sự không phải là những thứ cốt cánh để cho chúng ta tìm kiếm. Chúng ta thấy Đức Phật ngày xưa là một
ông vua là một ông thái tử mà còn bỏ hết tất cả những thứ cao sang quyền quý, những cung vàng điện ngọc để mà đi theo con đường khổ hạnh để tìm cầu chân lý, theo một cái tinh thần trên cầu thành Phật dưới độ chúng sinh, thật là một con đường rất cao thượng. Tại sao chúng ta không nương theo những con đường đó mà lại đi theo đuổi những thứ mà Ngài đã rũ bỏ rồi? Vì vậy con hiện tại đã xuất gia và con đã sống nương nhờ vào tăng chúng, được sự đùm bọc chở che của tăng chúng, và hơn bao giờ hết con đã được trên sư phụ chủ trì chùa Hoằng Pháp đã hết lòng dành tình thương cho chúng con, che chở cho chúng con và thường hay khuyên dạy chúng con cố gắng tu hành tinh tấn để được an vui, được giải thoát. Và chúng con xin đê đầu tạ ơn Thầy đã mở rộng lòng từ bi để che chở cho con được nương nhờ vào tình thương của tăng chúng và được theo con đường của Đức Phật để xuất gia. Và đó chính là phước duyên của con. Cuối lời con xin chúc trên quý Thầy cùng tất cả quý vị Phật tử một năm mới được dồi dào sức khỏe, an khang thịnh vượng và được sự gia hộ của mười phương chư Phật. Trong tương lai, hy vọng ai ai cũng được sinh về thế giới cực lạc và trọn thành Phật Đạo. Nam Mô A Di Đà Phật. Nhân đây thay mặt những người thực hiện chương trình, chúng tôi xin thành tâm nguyện cầu mười phương chư Phật luôn thì từ gia hộ cho chú, luôn trọn đời tinh tấn tu tập để sớm đạt được mục đích xuất gia của mình. Kính thưa quý Phật tử, để khép lại chương trình Phật Pháp nhiệm màu kỳ 13 năm 2008 hôm nay, chúng con thành kính cung thỉnh Thượng tọa Thích Chân Tinh, người sáng lập ra chương trình này, từ bi hoan hỷ ban cho đôi lời nhận xét về trường hợp của chú Tâm Vương. Chúng con thành kính cung thỉnh Thượng tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni chứng minh, kính thưa toàn thể quý Phật tử, trong chương trình Phật Pháp nhiệm màu kỳ 13, chúng ta đã nghe chú Tâm Vương nói về cuộc đời của mình. Qua nội dung buổi nói chuyện, chúng tôi thấy có hai vấn đề. Thứ nhất là vấn đề vừa khó để học. Thứ hai, vấn đề nhân duyên xuất gia. Thứ nhất, vấn đề vừa khó để học. Gia đình của chú Tâm Vương không phải là nghèo lắm, do cha mẹ có đông con cho nên không có khả năng nuôi chú ăn học lên đại học. Tuy nhiên do ham học, do khuyết chí học nên tự thân chú đã vượt qua mọi khó khăn thử thách về tiền bạc, chỗ ở để học tập và thực hiện được chí nguyện của mình. Kết quả là chú đã tốt nghiệp đại học và tiếp tục học lên cao học. Đây là tấm gương sáng cho các bạn trẻ có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, lấy đó làm tấm gương cố gắng vươn lên để học tập. Qua tấm gương của chú Tâm Vương, chúng ta thấy không phải giàu có quyết định sự thành công trong học tập mà là ý chí. Cho nên người xưa có câu: đường đi khó không khó vì ngăn sông cách núi, mà khó vì lòng người ngại núi e sông. Hoặc câu: có chí thì nên. Qua tấm gương của chú Tâm Vương, các bạn trẻ gặp những điều kiện khó khăn về kinh tế nên nhận thức rõ điều này,
và cố gắng nỗ lực học tập. Chúng tôi tin chắc thành công sẽ đến với người có ý chí và nỗ lực vươn lên. Thứ hai là vấn đề nhân duyên xuất gia. Do vì hoàn cảnh chỗ ở khó khăn, chú Tâm Vương đã biết tìm đến cửa thiền để nương náu chỗ ở để đi học. Cũng nhờ cái nhân duyên này mà chú may mắn biết được Phật Pháp và phát nguyện xuất gia. Một người đã nỗ lực vượt qua bao khó khăn, thử thách để hoàn tất đại học, đang vươn lên cao học. Với những công lao như thế, với một tương lai huy hoàng đang mở ra trước mắt, thế mà chú dám buông bỏ tất cả để xuất gia tu học Phật Pháp. Đây chính là chỗ mà Phật Pháp nhiệm màu. Điều này cũng lại một lần nữa chứng tỏ con người của chú có ý chí và nghị lực rất phi thường. Thật là một quyết định sáng suốt khi chú chọn cho mình một hướng đi cao thượng trong tương lai. Làm vua chỉ giúp ích cho một đất nước, làm Phật giúp ích cho tất cả chúng sinh. Sự cống hiến của người xuất gia là không có ranh giới. Xin toàn thể quý vị chúng ta cũng tán thán cái tinh thần tu học cũng như cái tinh thần giác ngộ xuất gia của chú Tâm Vương bằng một tràng pháo tay thật lớn. Cuộc đời của chú, chúng tôi nhớ đến cái câu chuyện ông già mất ngựa. Ngày xưa có một ông già nuôi con ngựa rất đẹp. Bỗng một hôm con ngựa bỏ đi, hàng xóm đến chia buồn. Hôm nay chúng tôi đến đây chia buồn với ông. Ông có con ngựa rất đẹp mà nó đã bỏ đi. Ông già cười, cảm ơn, xin cảm ơn tất cả quý vị. Biết đâu trong cái rủi nó có cái may. Một thời gian sau, con ngựa của ông già này nó trở về, lại kéo thêm một cô bồ. Thêm được một con ngựa đẹp hơn nữa. Thế là hàng xóm đến chia vui. Chúng tôi rất là vui khi thấy con ngựa của ông trở về và lại thêm được con ngựa nữa. Ông cười, xin cảm ơn quý vị. Biết đâu trong cái may nó có cái rủi. Từ khi có con ngựa đẹp, con trai của ông đó, nó thích quá, nó cưỡi con ngựa. Bỗng một hôm con ngựa nó nhảy, cái anh trai này rớt té gãy chân. Thế là hàng xóm đến chia buồn. Ông cười, xin cảm ơn quý vị. Biết đâu trong cái rủi nó có cái may. Đất nước của ông ở, sau đó xảy ra chiến tranh, và nhà vua đã động viên toàn bộ thanh thiếu niên đi ra trận. Tất cả những thanh niên ở trong vùng của ông đều phải đi ra chiến trường và chết gần hết. Chỉ có một đứa con của ông bị gãy chân và được ở nhà thoát chết.
Cái việc của chú Tâm Vương chúng tôi nghĩ là trong cái rủi nó có cái may. Có nghĩa là vì hoàn cảnh khó khăn, không có chỗ ở nên chú tìm đến chùa. Và cũng nhờ cái duyên này mà chú được xuất gia. Đó là trong cái rủi có cái may. Nếu không vì hoàn cảnh khó khăn về chỗ ở, không đến chùa nương nhờ đi học, thì khó có thể biết được Phật Pháp. Không biết Phật Pháp thì có lẽ bây giờ chú Tâm Vương có thể làm giám đốc hoặc địa vị gì đó trong xã hội, có vợ, có con, oan gia ràng buộc, đời này, đời khác, không biết bao giờ mới ra khỏi được. Như Thanh Sĩ có câu, nghiệp cha mới vừa buông con bắt, hết cháu rồi, kế chắc nối truyền. Cứ như thế đó lưu liên, gây nên một mối thảm duyên nhiều đời. Cha mẹ chết, con rơi nước mắt. Con chết thì cháu chắc khóc ròng. Vợ thì trang chứa vì chồng, chồng thì vì vợ, đôi dòng lệ rơi. Nước mắt ấy từ đời vô thủy, bốn biển to đem ví không cùng. Tử sinh, sinh tử vô ngần, dây oan đáng sợ, nợ trần đáng ghê. Đúng là đại phước duyên cho chú Tâm Vương. Trong cái rủi có cái may là vậy. Xin chúc mừng chú. Thì với cái tinh thần mà ham học của chú Tâm Vương, mà chúng tôi cũng sẽ cố gắng tạo mọi điều kiện thuận lợi để chú tiếp tục sau này đi học Phật Pháp, góp phần vào việc hoằng dương chính pháp và lợi lạc quần sinh. Thì trước khi dứt lời, xin thay mặt cho ban tổ chức kính chúc chư tôn đức tăng ni luôn pháp thể khinh an, chúng sinh dị độ, Phật sự viên thành. Và kính chúc đến toàn thể quý Phật tử luôn được thân tâm thường lạc, tinh tấn trên con đường tu học. Nam mô A Di Đà Phật. Xuân mai của mọi người nắng vàng xóa tan đêm mưa, cùng muôn hoa xinh tươi tốt.
Chúc